Chào tất cả các bạn đến với kênh Coding VLSA Việt Nam. Đây là bài số 13 trong khóa học thiết kế vi mạch với ngôn ngữ Vlook. Dành cho những bạn nào chưa biết thì đây là khóa học Vlook cơ bản dành cho những bạn mới bắt đầu. Các bạn có thể theo dõi lại những bài giảng ở những phần trước theo link được ghi ở phần bên dưới. Đây là series hoàn toàn miễn phí cho người mới bắt đầu. Trong phần số 13 này, chúng ta sẽ làm một số bài tập thực hành để củng cố kiến thức. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đề bài của ngày hôm nay. Đề bài của ngày hôm nay: thiết kế và mô phỏng một bộ đếm 4 bit đồng bộ tăng và giảm dựa trên tín hiệu điều khiển sử dụng flip-flop. D. Đồng bộ với xung nhịp clock. Bộ đếm có các chức năng sau: khi up down bằng 1, bộ đếm tăng; khi up down bằng 0, bộ đếm giảm; khi reset bằng 1, đặt lại giá trị của bộ đếm về 0. Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích đề bài này một chút trước khi thực hiện với code Verilog. Phân tích đề bài. Đề bài yêu cầu thiết kế một bộ đếm có 4 bit. Như vậy, bộ đếm này trước tiên cần phải có một sum lock đồng bộ. Chúng ta có một input là tín hiệu clock. Tiếp theo, chúng ta có một tín hiệu reset để reset toàn bộ mạch. Nếu reset bằng 1 thì mạch reset. Và cuối cùng chúng ta có một tín hiệu input là up down, là một tín hiệu điều khiển. Nếu up down bằng 1, bộ đếm tăng, và nếu up down bằng 0, bộ đếm giảm. Ở đầu ra chúng ta có một tín hiệu đặt tên là count, là giá trị hiện tại của bộ đếm, và giá trị này có độ rộng là 4 bit. Mở rộng bài toán này lên, chúng ta có nhiều cách. Chẳng hạn, làm sao đếm được một bộ đếm là 8 bit hay 16 bit chẳng hạn. Hoặc là chúng ta có một bit enable đầu vào để điều khiển toàn bộ chức năng của mạch. Đó là những khái niệm mở rộng các bạn có thể tự mình thêm vào và đặt câu hỏi làm sao để giải được bài toán này. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần code bằng Verilog. Đây là code Verilog của bài tập này. Chúng ta khai báo một module tên là counter. Module này có tín hiệu input là clock, input reset, input up down và một output duy nhất có 4 bit, đó là count, giá trị của bộ đếm. Ở trong module counter này, chúng ta thực hiện một dòng always spot at lock để tăng hay giảm giá trị của bộ đếm. Chúng ta có tín hiệu reset, if reset thì count sẽ trả về 0, ngược lại, nếu không có reset thì chúng ta sẽ bị thực hiện tăng giảm bộ đếm. Như đã quy ước ở trên, với up down bằng 1 có nghĩa là bộ đếm tăng, chúng ta có cấu trúc if up down thì tín hiệu count sẽ được tăng 1 và ngược lại thì tín hiệu count sẽ giảm 1. Code của bài toán này cũng không phải là quá khó đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ đến với việc viết code testbench để kiểm thử module counter này. Đây là code testbench. Chúng ta khai báo một module tên là counter dưới TB. Trong module này, chúng ta khai báo một số tín hiệu cần thiết, đó là clock, reset, up down và count. Chúng ta cũng gọi module counter ở phía trên thông qua cú pháp counter UUT và cách gọi thông thường của Verilog. Chúng ta làm một thủ thuật tạo xung nhịp đồng bộ always delay 5 đơn vị thì đảo lock một lần. Đây là cách để chúng ta tạo lock đã được nói đến ở các bài trước. Tiếp theo, chúng ta sẽ cần một vòng initial để có thể tiến hành giả lập các đầu vào. Và đây chính là dòng initial của testbench. Chúng ta có phần khởi tạo tín hiệu. Ở phần khởi tạo tín hiệu, chúng ta cho sum lock bằng 0, reset bằng 0 và up down bằng 0. Sau đó chúng ta bắt đầu tiến hành mô phỏng. Chúng ta set reset bằng 1 và sau đó delay 10 đơn vị chúng ta set reset lại về 0. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành tạo một test chain, đó là test bộ đếm tăng. Chúng ta cho up down bằng 1 và sau đó chúng ta repeat lại 5 lần của 10 đơn vị. Cũng tương tự vậy, cho việc test bộ đếm giảm, chúng ta cho up down bằng 0 và delay 5 lần của 10 đơn vị.
Cuối cùng là cú pháp finish đã kết thúc mô phỏng. Chú ý là initial phải được code trong một cặp begin end. Đó là quy tắc của ngữ Relox. Các bạn có thể chạy thử code này bằng các phần mềm mô phỏng như là Vivado hoặc là ModuSim đều được. Phần hướng dẫn chạy mô phỏng của những tool này mình đã có những video hướng dẫn, các bạn tìm xem lại trên kênh. Như vậy, hôm nay bài học chúng ta đã học cách thiết kế một bộ đếm đếm lên và đếm xuống đơn giản, nhưng mình tin rằng nó sẽ hữu ích cho những bạn mới bắt đầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Và nếu có thắc mắc gì thì các bạn có thể để lại bình luận ở phía bên dưới. Mình sẽ dành thời gian để trả lời cho các bạn.